Mấy cái link này thì mình lấy từ bên YouTuber nước ngoài để mọi người yên tâm. Cái cách tăng FPS này á, là khi mọi người được im á, thì FPS sẽ về FPS đúng của mọi người. Khi mọi người di chuyển nó sẽ sang cái FPS ảo, mặc dù là ảo thôi nhưng mà nó sẽ cho mọi người cái cảm giác mượt khá là tuyệt vời, còn hơn là không có, đúng không? Xin chào tất cả các bạn, thì hôm nay mình sẽ làm một clip làm về mấy cái tăng FPS. Hôm nay mình sẽ để cái link tải của hai cái này ở dưới phần comment nha. Thì mình sẽ cho cái này vào nè. Đây là cái phần mềm để mình gắn cái đó vào. Và mọi người phải root máy sẵn nha. Như mọi người đã thấy mình đã root cái con mới đây này. Mọi người có thể làm tương tự ở trên Blue. Và một cái link thì mọi người sẽ cái link tải cái router Explorer này, mọi người tải ở ngoài, ý là tải Google ở ngoài máy tính á. Còn một cái link này nữa thì cái link frame này mọi người tải ở trong Google, ở trong giả lập mình tải rồi. Xong mọi người vào cái root này thì nó phải được root thì nó mới cho phép nha. Cho phép. Ok, sau khi xong mọi người sẽ sau đó vào một root và một store vào phần mà mình đã đoán cái nãy để xem mọi người đoán ở đâu. Xong sau đó root này kéo lên kiếm phần system và phần frame mode, quay lại cái frame apk, giữ im, copy đoán dán ở đây, xong vào một đoán này tiếp tục copy framework, dán yes. Dán đè lên đó, làm vậy xong nó sẽ bị tắt màn hình hay gì đó và nó sẽ sự chạy cái super sure mà hình như là vậy được rồi. Nhờ vào wifi thôi. Cái đồ họa của tôi bị gì, bị thành siêu cấp hack rồi hả trời, lỗi đồ họa wifi rồi. Ôm máy xong mọi người sẽ vào tùy chỉnh nha. Mọi người bấm hiển thị cái con chở chuột, nó sẽ không hiển thị đâu vì tôi đã ấn nó đi rồi. Hồi nãy là cách phương pháp để ẩn cái con chỗ chuột đó đi đấy. Đấy mọi người sẽ thấy FPS lên trăm mấy. Nhưng mà sao cái người Free Fire của tôi nó bị đen xì vậy? Không biết nó có gọi là hack hay không. Free Fire này hơi hay này. Đấy, Free Fire bóng đêm. Nói chung là FPS rất cao, chơi rất là sướng, đúng không? FF tận 200 mấy luôn. Và tôi không biết tôi làm được cái gì mà nó thành siêu cấp đồ đen này. Để tôi vào trong phòng coi người ta có đồ đen giống tôi không. Nếu đồ đen vậy tí vô bánh răng luôn, có khác gì hắc đâu. Siêu cấp bóng đen, siêu cấp bóng đêm, siêu cấp bóng đêm. Ui ôi, quả keo của tôi cũng bóng đêm luôn ạ. Trời ơi, định bắn con sót nữa mà không được. Ù, nó sáng lên cái nhẹ luôn, nó lại thành siêu cấp bóng đêm nữa rồi. Đây là FIFA siêu cấp bóng đêm, hướng dẫn cách fix đồ họa thành siêu cấp bóng đêm. Bây giờ bụi cỏ à, không thấy cái quần què gì bắn luôn. Chỉnh là âm thanh ở đây là ok ngay. Hình như là không có ai có trang phục hay đồ luôn. Hiệu ứng gì nó tẹt tẹt ra. Có cái ảnh thumbnail like rồi. Ok, nếu các bạn làm theo thì có khi giờ nó bị lỗi đồ họa như vậy thì tôi cũng chịu rồi, tôi hết cái cách fix rồi. Nhưng mà mọi người có thể thấy FF khá là cao, giống như lời tôi đã, như anh tôi đã nói, FF khá là cao, 100 mấy. Để tôi thử chỉnh lên, càng bắn thì FF nó càng cao nha. Cái kiểu này là kiểu do cái con chỗ chuột nó di chuyển, tôi đã 150 thôi, nó di chuyển quá giới hạn, khi nào FF nó cũng 100 mấy. Quá đỉnh luôn, đồ họa như này, bắn hiệu ứng máu là bị giảm đi luôn. Ok, cảm ơn các bạn xem clip, nhớ like, subscribe. Nếu cảm thấy mic của tôi cùi quá, bruh, hãy donate cho tôi 10k, link mô tả. Tôi sẽ dùng nó để đánh đề và kiếm lời, sau đó tiếp tục đánh đề tiếp và kiếm lời. Ủa? Ấy lộn, tôi sẽ mua mic mới chứ, he he.